Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với những câu hỏi từ chính đảng của ông trong tuần này, khi các nhà lập pháp quay trở lại Washington và những lo ngại rằng màn tranh luận vụng về của ông Biden sẽ làm mất đi cơ hội đánh bại Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ông ấy phải rời cuộc đua vì ông ấy không thể giành chiến thắng. Dân biểu Mike Quigley, một trong số ít đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện, đã công khai bày tỏ lo ngại rằng ông Biden không chứng minh được rằng ông đủ sức khỏe để phục vụ thêm 4 năm nữa. Nhưng đa số các đảng viên Dân Chủ vẫn cam kết ủng hộ ông. Tổng thống Biden là ứng cử viên và chúng tôi ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ, người sẽ đánh bại Donald Trump. Đó là một thực tế. Nhà Trắng cho rằng màn tranh luận của ông Biden là một sơ suất tạm thời. Tổng thống đã có một đêm tồi tệ. Ông ấy hiểu mối quan tâm của mọi người. Chúng tôi đã tiếp xúc với bên ngoài, giống như những tháng trước đây. Bạn có thể thấy từ sự tương tác hàng ngày của ông ấy trên thực địa. Một nhà phân tích nói với VOA rằng các nhà lập pháp không phải là những người duy nhất mà ông Biden cần phải thuyết phục. Ông ấy cần lắng nghe những mối quan tâm của họ. Ông ấy cần thành thật với họ về những trách nhiệm của mình và kế hoạch của ông ấy là gì để giải quyết những trách nhiệm đó. Nhưng ông ấy cũng gặp vấn đề về PR với cử tri ngoài kia. Điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là Đảng Dân Chủ, các nhà lập pháp đương nhiệm của họ đang khó chịu với ứng cử viên của chính họ. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu cử tri không coi ông ấy là một lựa chọn khả thi. Những thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện hôm 9 tháng 7 cho biết, các quan chức chính quyền nên cân nhắc sử dụng một tu chính án của Hiến pháp để cho phép Phó Tổng thống bãi nhiệm một Tổng thống mất năng lực khỏi chức vụ. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Joe Biden không thích hợp làm Tổng tư lệnh của chúng ta. Nhà Trắng dưới thời ông Biden, các đảng viên Đảng Dân Chủ cực tả tại Hạ viện và các phương tiện truyền thông chính thống hoàn toàn hỗn loạn vì họ biết điều này là sự thật. Nhưng với việc lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer không hề dao động trong sự ủng hộ của mình, thì kịch bản thay thế ông Biden bằng Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên vẫn khó xảy ra. Đây có lẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đảng Dân Chủ sẽ chính thức chọn ứng cử viên của họ tại Đại hội Đảng vào giữa tháng 8.